Phim Thanabat gây sốt nhờ phim Boy Love, từng dính tin đồn hẹn hò chị đại Bi Nam Thiếp. Phim Thanabat từng là một tiếp viên hàng không lấn sân sang lĩnh vực người mẫu diễn viên. Dù không được đào tạo qua trường lớp bài bản, nhưng bằng tài năng diễn xuất và tình yêu với nghiệp diễn đã giúp cho anh chàng thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp diễn xuất ấn tượng. Phim Thanabat có tên đầy đủ là phim Thanabat Kawila, là nam diễn viên người Thái sinh ngày 20 tháng 4 năm 1993. Anh hiện là nghệ sĩ trực thuộc công ty Isas & Skinario của đài One HD, phim tốt nghiệp cử nhân khoa quản trị kinh doanh tại trường đại học Bangkok. Anh vốn xuất thân là một tiếp viên hàng không của hãng Thai Lion Air, sau đó chuyển sang làm diễn viên. Tham gia nghệ thuật từ năm 2015, phim bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình qua những vai phụ trong các bộ phim như Nhật ký kẻ trộm tình, Truyền thuyết độc cốc. Tuy nhiên, tên tuổi của anh được khán giả biết đến nhiều hơn thông qua vai diễn Vasin trong Kiêu hãnh và định kiến Mia 2018. Bộ phim có sự góp mặt của hai diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Thái, Bong Na Quát và Bi Nam Thiếp. Nhờ thành công của Mia 2018, phim đã chiếm được tình cảm của khán giả không chỉ bởi ngoại hình mà anh còn bằng lối diễn xuất chân thật. Đi lên từ những vai diễn phụ, chàng trai sinh năm 1993 sau đó liên tiếp nhận được vai chính trong nhiều dự án phim nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình. Anh đút túi những sản phẩm được coi là tượng đài của màn ảnh nhỏ Thái Lan như Tình yêu hoáng kiếp 2020, Bão cát 2021, Tôi là Busaba 2021. Năm 2022, những ai yêu quý phim Thanabat sẽ được thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của anh trong series truyền hình Boy Love của trang đầu tiên của nhà đài One 31 Khun Trai. Trong phim, anh đóng cặp cùng nam diễn viên Jam Rajata. Đây sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của hai chàng trai. Chàng diễn viên đa tài, ngoài tài năng trong nghệ thuật, phim Thanabat còn sở hữu một gương mặt điển trai, nhan sắc đầy sự nam tính, nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp và thân thiện. Chiều cao lý tưởng 1m80 cùng với body với tỷ lệ hoàn hảo đã giúp cho chàng cựu tiếp viên hàng không trở thành một trong những nam diễn viên được săn đón nhất hiện nay. Không đắt show trên màn ảnh mà với tính cách hài hước, anh còn nhận được lời mời tham gia nhiều chương trình tạp kỹ. Đẹp trai, đóng phim giỏi, phim còn thu hút được khối lượng fan nữ đông đảo bằng giọng hát trong trẻo ngọt ngào, trái ngược với ngoại hình mạnh mẽ của anh. Dù không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng phim luôn được mời tham gia các chương trình âm nhạc trong nước. Anh còn thể hiện các bản nhạc phim do chính mình đóng. Ngoài đóng phim, anh còn là gương mặt quen thuộc của các TVC quảng cáo và các tạp chí lớn nhỏ tại xứ sở Chùa Vàng. Khả năng bán ảnh của phim cũng không thua kém bất kỳ người mẫu chuyên nghiệp nào. Người đàn ông của gia đình, những ai theo dõi phim Thanabat sẽ thấy được trên tài khoản cá nhân của mình, nam diễn viên luôn đăng tải những tấm hình về gia đình và đặc biệt là mẹ của anh. Tuy công việc bận rộn nhưng nam diễn viên Khun Trai luôn dành thời gian bên cạnh gia đình. Những chuyến đi nghỉ dưỡng, đi chùa cùng mẹ và gia đình luôn được anh đăng tải kèm với vô số lời yêu thương dành cho những người thân yêu. Tin đồn hẹn hò đàn chị Bi Nam Thiếp. Phim và Bi từng được đánh giá là cặp đôi tạo được hiệu ứng màn ảnh xuất sắc nhất nhì Thái Lan. Dù hơn nhau tới cả chục tuổi, nhưng hai diễn viên lại cực kỳ xứng đôi khi cùng xuất hiện trong các bộ phim như Kiêu hãnh và Định kiến, Cô vợ sắc sảo, Ngoài truyện Tôi là Busaba. Chính nhờ phản ứng hóa học tuyệt vời mà cặp đôi Bi Nam Thiếp phim Thanabat tạo ra trên phim đã giúp hai diễn viên chiếm trọn tình cảm yêu mến của khán giả. Hai chị em không ngại bày tỏ sự thân mật, tương tác và hỗ trợ đối phương từ trong phim đến ngoài đời. Điều này khiến không ít khán giả phải bán tín bán nghi về mối quan hệ thực sự của hai người, phải chăng họ đã có tình cảm với nhau. Được người hâm mộ ủng hộ nhiệt tình là thế, tuy nhiên trước đó hành động bỏ theo dõi tình trẻ màn ảnh của ông chúa Bi Nam Thiếp đã làm phần lớn shipper của cặp đôi này phải đặt dấu hỏi lớn. Hiện tại, cả hai gần như không còn tương tác trên mạng xã hội. Bi Nam Thiếp hạn chế đóng phim, tận hưởng cuộc sống sang chảnh. Về phía phim, anh đang gây được sự chú ý nhờ siêu phẩm Khun Trai.